Game down. Con hát thế nào đây? Dạ ừ. Con bị đây, con bị thật thỏ đây. Con xuống. Để lấy một tí cho mẹ lấy sữa cho con nhé. Con được không nhé? Sao cái này không lấy sữa cho nó đấy? Bảo không không mà. Rồi nhé, thế mẹ có con xong đi về đấy nhá. Nhà mẹ có con nào. Mẹ có con xong về chứ. Ừ, thế con cầm đi. Chất lượng cao lấy hai, tôi chuyên các chìa khóa khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các loại chìa khóa, lấy khai sinh, lấy xe, ép chất lượng cao lấy hai, tôi chuyên các chìa khóa khóa nhà, khóa tủ.
vào đây này, đây cho con này. Đấy, đúng rồi, khỏe lắm. Chưa được cân rồi đấy. Bán hàng thì mình cũng đi của em bán cho nó. Bán cho nó.
Mẹ đây, mẹ đây. Con ở đấy chơi nhá, mẹ đi lấy rau nhá. Mẹ đây, mẹ lấy rau nhá. Mẹ lấy rau là... Mẹ ở đây lấy rau à? Con mẹ nhá, mẹ đi rửa rau nhá.
sao đây? Tí mẹ cho thịt chín nhá. Nè đây mà. Về đây mẹ cho thịt nào. Mẹ cho mình thịt chín nhá. Ngồi á. À con ngồi á. Mẹ xem nào, mẹ cho con ngồi thịt chín. À cầm nhá, ăn cái này ngon hơn đấy. Cho mẹ để đây nhá. Qua hết cái này rồi mẹ để cho nhá. Rồi. Ăn đi, ăn thử ngon vào nhé. Con ăn á. Ăn giỏi lắm nhỉ. Nhanh lên. Nhanh nào, con ngồi đây chờ mẹ nào. Ừ, ngồi đây chờ mẹ nó cho chị nhé. Đấy, ngồi im nhé. Mẹ đi lấy cơm đó. Con ngồi đây đi. Ngồi đây mẹ cho ăn cơm. Ngồi đây mẹ cho ăn cơm. Ở đây mẹ lấy thịt cho này này. Lấy cái này á. Để thế mẹ múc cơm đó. Mẹ múc cơm đó. Ồ, bú bú, mẹ lấy bú bú cho à. Chấm, chấm. Đúng rồi, chấm, chấm, thì mẹ chấm. Này bú đây. Bú đây. Chấm ạ. Chấm. Chấm nha. Chấm nha. Ăn cơm đi. Ăn một miếng cơm thôi mẹ cho thịt chị. Thế còn ăn mẹ ăn trước nhá. Mẹ chấm cho mẹ ăn miếng cơm thôi, mẹ chấm cho. Nắng.
Không nuốt được à? Mẹ lấy rau cho. Đấy, cho vào mồm nhé. Nuông, vào đây ăn, nào, vào đi, vào ăn đi, bu vào ăn, bu vào cho đi, đấy ăn đi này. Con thả ở đấy cháy. Con ở đấy đi, mẹ vứt cái này nhá. Mẹ dọn cái này đây.